là bệnh đau xương khớp thì dùng sản phẩm như thế nào. Bệnh đau xương khớp thì mình biết nguyên nhân là gì. Một là có thể là do lão hóa, hai là do bạn không dung nạp đủ các cái chất cho xương khớp, ba là do chấn thương, bốn là do những bệnh lý về nhiễm trùng, năm là những cái vấn đề về tai nạn vân vân, cũng là xếp vào cái dạng chấn thương. Như vậy thì cái điều mà bạn có thể can thiệp chủ động ở nhà là làm sao để có thể trợ lực được cho cái khớp này. Ví dụ như khi tập thể dục thì chúng ta nên dùng cái băng ba máu, băng thun ba máu, hoặc là những cái băng mà thuộc về của những cái nơi thể dục thể thao, những cái trung tâm thể dục thể thao người ta bán những cái cola để mà băng ở đầu gối hoặc cổ chân, cổ tay vân vân, để cho nó trợ lực khi mà chúng ta chơi thể thao hoặc là chúng ta di chuyển nhiều, đặc biệt là vào ban ngày. Ban đêm thì mình có thể tháo ra khi mà mình nằm ngủ, nhưng mà nên nhớ là ban đêm đôi khi chúng ta ngủ say thì chúng ta cũng có thể là có những cái vận động bị động, không có gọi là vô ý, do chúng ta ngủ mà, thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến. Cái điều tiếp theo đó là chúng ta nên dùng cái bộ xương khớp như thế nào. Thì về kết cấu hay là về không đủ cái nguyên liệu để cấu tạo xương thì nó sẽ ảnh hưởng lên xương khớp của chúng ta. Về nguyên liệu cấu tạo xương khớp thì tất cả chúng ta đều bắt đầu từ cái bộ dinh dưỡng thành tảng đối với omega 3 và protein. Sau đó thì mình kết hợp dùng thêm glucosamine, canxi, magie và vitamin C. Đó là những cái chất mà chúng ta ưu tiên dùng. Ngoài ra nếu mà có điều kiện thì bạn có thể kiểm soát cân nặng, và có thể là do cái cân nặng của mình nó đang bị tăng. Ví dụ như là nếu như cái bụng mà chúng ta tăng nửa ký thì cái đầu gối chúng ta phải chịu là 1,5 kg. Đó là một trong những cái tỷ lệ mà chúng ta thấy là rất là nguy hiểm. Do đó là nhất thiết phải kiểm soát được cái vòng bụng của chúng ta.